ជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាខេត្តបាត់ដំបងគឺជាទឹកដីបណ្ដុះអ្នកប្រាជ្ញតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបីល្បាញប្រចាំកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលមុនសម័យអង្គររហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាម្នាក់ផងដែរដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីនាសម័យកាលនោះជីវប្រវត្តិឈ្មោះដើមរបស់រស់សេរីសុធាគឺរស់សុធាតែមានឈ្មោះហៅក្រៅថារី ឈ្មោះសេរីទើបជាឈ្មោះកណ្ដាលថែមតាមក្រោយតាំងតែពីរៀននាងឈប់រៀនបងម្ល៉េះហើយទៅចាប់អាជីពជាអ្នកចម្រៀងដូច្នេះពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅស្គាល់អ្នកស្រីថារស់សេរីសុធាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនច្រើនតែសរសេរច្រឡំទៅជារស់សេរីសុធាទៅវិញសូមអានប្រវត្តិខាងក្រោមដើម្បីឲ្យដឹងអ្វីហេតុអ្វីបានជាតារាសម្ដែងមាសយើងមានឈ្មោះថារស់សេរីសុធា អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាជាតារាចម្រៀងខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និង70នឹងជាដៃគូចម្រៀងជើងឯកចាំឆ្នើមបំផុតរបស់អធិរាជសម្លេងមាសលោកស៊ិនស៊ីសាមុតកំពុងតារាចម្រៀងរូបនេះមានដើមកំណើតនៅថ្ងៃសុខខែកដឹកឆ្នាំចរត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1966នៅភូមិដំណាក់លួងឃុំវត្តកើស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងការនៅកុមារភាពអ្នកស្រីបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សា ចេសិនសាលារួចបានប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យនារីរៀបចំនៅឆ្នាំ1962លោកឪពុករបស់អ្នកស្រីសុធាមានឈ្មោះថាលោកគ្រូរស់បុនគឺជាគ្រូភ្លេងខ្មែរហងហើយក៏ជាគ្រូដែលស្ដោះលំយ៉ាងល្បីមួយរូបផងដែរលោកតារស់បុនមានសុខកំណើតនៅភូមិចង្វារៀលឃុំរលាំងនេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាអតីតនាយកទាហានជើងក្រហមសម័យអាណានិគមបារាំងហើយទើបនឹងធ្វើមរណកាលទៅនៅឆ្នាំ1965នេះ រីឯម្ដាយរបស់អ្នកស្រីវិញមាននាមថាណាតសមៀនមានសុខកំណើតនៅស្រុកតកែខេត្តបាត់ដំបងលោកបានធ្វើមរណកាលទៅនៅសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាជាកូនទី4នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំង5នាក់កាលនៅក្នុងស្វ័យសិក្សាអ្នកស្រីមាននាមក្នុងសាលាជាផ្លូវការថារស់សុធាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីបានទាំងឡាយបានចូលចិត្តហៅលេងក្រៅថារីតែបាត់អ្នកស្រីមានសម្លេងស្រួយហើយពីរោះដោយសត្វព្រៃកណ
chỉ lưu phần màn nụ tí, có phần tay nơi bị đại nạc sợi hai hợp một chương mà đồng vĩnh. Bài chi xâm lên sử dụng một chạm sợ chị, hai chi xâm lên khu phố. Cầm rõ miền này nằm ở đây ai nhìn chương, chấm dụng đó là cầm đặt nụ. Hai nữ ai đã xa xâm lên sử dụng bốt bàn đôi nạc sợi lưu sử thiên à. Các nữ nạc sợi chú chất bò rực phục lại chư cháy cháy, trở nô bà học trên trám đậm tế hờ hờ. Dù vậy tế lưu sợi thiên miền miền sợ đáng khu sợ lạc xâm bò lạc mạng sợ, hai miền tức mục thì nhâm chi nịch. Thôi bà miền học cạc là, nếu đi dương miền ả rõm mình lộ vào đói, cứ điên phục cài lẹ ả rõm ná, có mình sợ miền đà ná bản đấng, nếu ả rõm bất phạt cót bọn hiền lại. Mà giang bên tiết, mà nó vĩ có mình vén chia mình lưu sốt, đầm ổn như lưu bánh trở ưu đất tốm phong đài nè. Tại chi mình lúc đó mình xâm đầy trận lẹ, mừng mắt. Thưa ca mừng mắt hay ổn xa, bọn bình càng nghĩa đời mình chăm bách đạt tuyên ở vầy trả lại. Nếu ai xa la vĩnh, sự thiết chi sơ sạp viên vây mười rũ, hai cô chị sơn địa lý đại phục cai liên kỳ la vòng phật. Thôi bao nhiêu bữa tây ban châu riêng bị chia lại liệt giỏng trong vòng cầu nên xây bàn rón nên là xây huy mi tại bữa tây giật thiết minh chúa bao sông lên không bị chia lại dạng lươn rồi ha chỉ để chung riêng chẳng pin từ tiền nếu có pro tài để xa sông liên gặp bị rùa vào bữa tây nên là xa phiếp rùa phía nên chưa được biết đại kỳ la dạng khai hàng lúc ấy mũi là hết tại chung rung ai khai cho chị lại chung riêng không ai can lúc đại con pro không lo là bao lục ốc nhà cả bữa đấy phí xin hổ theo cài rung chạy ai chớ thô mùi chừng kế nơi công bắt đồng bóng để tự nâng vớt mất phí sắc xa nơi bà tế bà rắn bàn chôn mực chô rung chô xa nà phí thi bà lòng hữu đại đại ca bà chô xâm rõ đó xa xát ông đau tiếp có xoay xâm liên nhân phí rô không lo dưỡng bàn chạy bà rộng dạng khăn tay lơ rù cơ nhà dự thị đại xa xa vắng tốt bà rộng mặt bán côn bà lục cả bà đấy bàn bà rộng ông phước anà cha tay lơ nê ri dự thị nê dục chụp liên lũ ảnh khai mơ có viên rừng là càng được cô không cố xá để xa tranh cái đấy đang có đó chỉ mùi nâng lô gặp ở đấy hay lúc được phục rồi bạn đã xây rùa xây thì có bạn chạy tranh từ luôn đỡ ai chỉ mùi rồi bốn chống chúa rớt lên với tự lọc từ bình khai mơ lúc xa trả trả bốn thón bàn ngọn dược như bà tây sự thiết thức nhà nâng lô xúc đi nà rí nâng lô đi cả nở để chi nệ chặt chay nâng không vốn đàn trây lùm hai dù thiết chỉ vốn lên bà cùng bà chẳng ràng xá xưng khiêu cùng bạn làm bỏ là bởi chú ý niệm bàn tự tuôn một cái bó tại miền bãi trong lâu tình tuột nơi bình lũ lục rù
bình thốn bàn bà sát thịt thamay áo tư và tây dự thê cho lời cả thá nó không mục là bỏ chùm điên chỉ nãy chùm điên ạ chịp chá ạ chịp thá rô xa rây sát thịt nông cố lòng nông chôn bà sát thịt phở cháy áo dự tây bàn chụp tay xa rây sát lấy ra hô tỏ tử có mọi chụp rương ạp rây đôi ca còn lòng tư nông tỏ tử tiệt có vấn đề trong đây cài cài mở dưỡng mai chỉ khơi chung mua ra bán sợi từ kia sợi xây cài thì chỉ rút sợi sợi thiệt được bình vấn đề bằng đó lục sát ra cha bồn thốn bán này non sợi thi ở xoay chưa chưa để chuẩn bị với trăm khai bát đồng bóng chỉ tráng đôi chỉ lục âm sông sớm để chia đất cừu bằng riến nơi phong có bùng bẹ bát đồng bóng nẹt sợi bàn rón đang nẹt sợi hùi mía để chia nơi đang có xa sông thiêu phong đài hỏi có chia đất sơ ra bao lục toán để cài mở bàn chân để chia miễn phụ bảo sâm lấy nơi rốt thân đi phần bình bảo vật chi nệ trong riêng ả chịp nơi phê lại một đoạn trong phần bình là bốn đi trong năm mùi bọn rồi học sập bí dù bà tay dù sụt thí bàn chôn bàm rai chi nệ trong riêng chi mùi nâng cọng ơn trầy dù thiệp hì rũng cơ xung khô sân cá hãy bàn chênh sâm đài chi sao thị đoạn chi chật nhu hợp chi đầy khu sâm riêng rồi bảo lục âm sông sớm là tay tay bắt đo ca chung chơi nhưng ca này nóng lâu chi vật chẳng cọc đài từ đó rụt niếng hạ bị đôi chi sách nhất với rụt rồi bảo lục cho đài cả nơi dù tây bàn chuột tia nơi các bài xà lá bởi ốm nâng nhẹ xoay hồi miệng bế tới thua cá dù vật tây tay chỉ xích lô chỉ vật chấm cùng lúc sau điện tay cho sẵn đau tam rồi dùng đồ bảo lục âm sông sớm đại tới thua cá nơi tìm được đại cái cái mơ đời xa thì có sao đó lịch lô đồ bảo niếng dù vật tây bàn chơi tới người chơi được chỉ nhẹ trong riêng vật chấm cá nơi đang có sao mì cúng đang có sao bể nơi ấy bố chân tông chỉ đạo đang bị pin hùm hớp dù bà tây cái chắp miếng tìm đại tùm đông chỉ phương đà ra chùm riêng lại mơ bị bắt đồng bóng được khả nế để chùm riêng được phần bánh nâng để chùm riêng bị tạm khai đi nế chỉ tra rụt tiết đôi chư lột tội tính lột xong hắt lột bị học xến nẹ xoay mà sợ hết nẹ xoay cài mần thá nẹ xoay chuôn mà lại chỉ đạo nơi tìm ổng phận dù bà tây dưỡng có bàn chút nâng ai tìm hết xâm liên tiếp sân xí xâm mốt hỏi chi vật chỉ để chùm riêng đi cầu căn tà lấy thơ lô ấn đài là ấn thèm tiết giang chạp ra ủa cá sman tăng pì pì nụm ớp rút rơi thật thiế bàn tự tùl trái dập hiếp nâng ca quam trơ bênh bà tì rùm tiền mà hạt sát nìm ơn một bàn trái nâng bật chế bà rốt khmai tầng hùn nế cầm lông chân nàng bàn bàm bùa rơi học sập bàm bốn nế chùm riêng vầy khmai rơi bò dưỡng cứ bàn tự tùl cổ rùm nghĩa pì bà bàm bùa rốt khmai xâm đạch bà ốp bà dù bà riêch nơi rô đông xây hẳn lục thá chia rì chân đi xâm lên mê phra trăm Campuchia đại xa thật đông xâm niếng nâng tìm bà xó đó chân hâm dù bà tây sụt thiê trở bàn lục xâm xì xâm một nai nông luôn ở chút nâng lục bơ xì phổ lục vòi hổ lục hát xa lón nâng nhẹ đi phôn bọc lên nhẹ lên đô đơn trầy giang chầm nám đòi tây tiết tôi chứ lục cung một chướn lục ế bốn lục hên hồ hến lục mà lục bí lục xoay xâm ứa lục ôm xô phà nổ rẽ đây chứ xa mây rồi bò nhẹ xoay hôi mi chìa đàm nếu công đông bê lên nhẹ đào dụ vẹn nì rì sụt thiê và sọc sọc hía cũng phong tâm biến chung bộ bò xâm lấy là bày bàn bì nụ miễn bà rong mùi rút đầy chì mì cha răng cà sao bà chàng bình vũng nông chìa côn rô bò thảo cái phim chôn mùi rút đầy bàn tam chọp chùm nông mẹ trây chì mùi nông rút niếng có bàn tay trà bàn cồng của xa rô bò lô tam cha chơi chùm tua chọp rô hốt thay tiền tam công rừng công hay đò xa bạc hiệp rô bò niên tiệt hòn đầy bây đúng khang trong chật khang biết nẹ sri có xâm ra chật riêp ca dàng toàn hân lên chân chỉ mới lúc xong mặt đại chỉ nhận chấm riêng bộ rõ đại miền rụp sông hà sông bồ sông này mới rụp phong thể hai đại công phong tại chui trung chơi rụp niệm ở khá chia ra 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 dạng lưu trên trái nước không tây Campuchia nó đại ca nó cầm cua sang sạch nhiệt được bắt đồng bóng theo mặt đại đồng bóng ổn mình sẽ bài chặt tê bị pro lúc xong mặt phong minh phải nhiều pi nè rồi bằng hỏi hỏi có mình bên chung một mình chặt mỏ trong cho phụ nữ đi nam đẹp đại có vấn tai có không như là ai đừng khót miếng bán đại pro phụ kim đẹp đẹp sau tại chỗ chụp vẽ cuốn bom nát tùm lục bom rong ra vào sự thi cực cực khỉa mà lo hỏi sự thi có bạn trên mục rượu ca chỉ mùi lục sau mặt bình báp đời miên thể diện đảo chẳng phí rũ ra vào lục sau mặt bóng đá một chỗ luôn bị thi một cột ca nộp phòng có bàn tay trong nông chỉ vật áp bìa bìa ra vào nẹ tầng phí mình biết ai dụ chẳng răng khai tế pro lục sau mặt miên chỉ đặc bạch chẳng chẳng hỏi bạn rộp tốt thẻ vị đông nẹ xây sự thi giang từ rừng miên ca mùi nụ cao chỉ thiệp ca bàn rãi chỉ prám rưỡi cơ phạm mùi khả hết lúc xong mặt bàn sức lăng tự tiết tập vi vừa bạc phép dì dàng rộng nóng từ lưu vi tự cài riêng nó không chẳng nóng nhiều công phụng để chụp liêng ủ ổ bây giờ tất cả đây bạc chán chụp phục nhiều đàn dì dì liêng tự cài nạc sấy bê xâm đài nơi lời chạc
Đời mũ là hết nơi cao với đóng, nơi xây rốt sợi thí, bàn bắt bóng sẽ rốt không tây vì rốt. Đại vì đại dụ bàm khái, cứ không ấy sắp chăng một toàn bàn khơi bình lưu bệ ở tập hợp. Rí ai nơi xây vĩnh có trời rộng đồng bộ phá lợi cái, đại trời cao phía bao dân dũ tâm rộng chia sát bài mũi. Đại khơi bóng xây rộng đồng bộ thun thường hợp bếch nơi xây rốt sợ bướn, đại chỉ bóng trời bàn chung rốn, nơi xây sợi thí đã bị đăng lên lè. Tại trời lục xóa mát tăng cùng riêng cùng hải, rốt xâm lập ổng phục bùn. Nhi bì nô nạ xây rốt xa bướn. Các mình chất phát phê cho phút xa bát thập hiếp rô anh xây dựt thiết của nóm ôn trở lọc mong rô nở ác rong bát đồng bóng quỳnh. Đâm ứng này bàn lộ bây tựa đó lục xứng xí xa mốt. Rốt là thua ơi lục chênh một bàn trả cung để thua đâm nào mập tạm rớt đã xây dựt thiết. Đó là nơi ai bát đồng bóng. Lục bàn chơi nạ xây ơi vô trở lọc từ riêng kìm bùi năng lục quỳnh. Đối thính yên xa bát thập hiếp rồi. Nhạc sĩ có bàn phát đô mở rô nơ mở đông vọt địa của bọn. Đâm bây chiếc văn áo chụp một lúc xóa mát cho thật thiệt. Hãy có bàn to tiếp quả xóa chia rì chân y xâm lý mỹ bạch trăm Campuchia. Chúng mình lúc xân suy xâm mốt nâng trọng lần trầy. Đại lúc xân suy xâm mốt này nguồm tài phần lọc. Chắc tăng PP nụ vỡ. Nhạc sĩ có bàn rô nơ rô xí đã sốc vào bãi. Hãy trông rong trông ra hơn râu riêng bàn to mở. Chiếc mùi chân nắm cao hơi mực tiệt nơi trong chân nắm mùi bọn bàm bồn rời học xa phạm bốn. Nghệ sĩ sự thiết bàn chuốc nâng cầm lo mùi rút để chúng ta huy sắp hắn. Chỉ còn bỏ ra bỏ thảo cài hoàn chắn mà chạy phải lật cảm thả trong riêng đó là phải bán trong đoàn nút. Rủi hai cầm chuốc tâm lệ tâm lương đó là ổ nút rồi hốt đó là bàn côn bỏ mùi. Nghệ tầng bí rùa nơi dàng sọc sáng để mình sẽ phép một cuộc bình lạc hắn. Mình mình được cảm ra cố ở vầy bằng tích lợi. Rí ai mục rồi bỏ rớt xí kháng phải lật thật bật trong riêng vĩnh. Cô cảm thấy đi châm ra lăng chia lục đặc. Tại vì chúng ta mới bỏ anh bảo bộ rời chất sập bằng chốt cùng này chỉ xảy ra chất con tập hạt dũng. Bọn ra rốt thập ba xa tiên là rốt khả máy thành chàng chứa đời rí khả máy tại mùi cút. Đại hiện lốt chất dũng bị lừa các khăn ông bảo vật xa Campuchia. Vì bây nốt kết sạc bộ rời có căn tại mình bảo chứa bảo vệ bảo vệ xa thành tiệp hóng. Tăng vì giá cao xa tăng cả xa tăng vì chúng nâng tham tư đủ tú. Ông bí xa Campuchia lốt chất dũng rốt bỏ nạ xảy. Ai rút sắp phòng đồn nạc sấy nâng xâm liêng đồn nạc sấy có căn thức lại chất tí chấp chất chấp rõm lên mà rút phòng tăng phuông. Rút tăng lúc ở đông xin đầy sấy giá để chìm mê bình chìa cả phong tốt chất dũng miên tí tăng nơi chất bệnh đất riêng sụp hía. Nâng bà hàm xưa lây mà rút xa, nụt tiếp hợp. Nghĩa thay mùi không chân nằm mùi phòng rằm bù rời chất sợ mùi. Miên công thể hiện mùi phố bậc làm dịp châu mực hình chơi nạc sấy chanh bịp tiết. Nóng khuôn nạc sấy đang cần nào giúp tí chút nâng lúc ở đông xin đầy sấy giá. Hai bàn trở kỳ khót khuôn tục nửa tí nú màn ai trở lọc một tèo bình lợi. Nhi bì nú bóng bò rò bò nạc sấy chú mùa lục rút sơ cún bàn chênh một chùm nô lục dịp hắn. Xong thì nì dô khuôn rò bò nạc sấy sụt thiê trở lọc một tèo vĩnh tại trở lục sấy gia công riêng cộng hải. Chóng dê dì chì vật rò bò lục dịp hắn thịp hợp. Đói ca phật phê kỳ lăng bế, lục huy dịp hắn bàn bóng côn bò kích khuôn tờ rùa nơi bà tê bà răng rò hôn mặt đò sắp ngày đi. Hiện dưới đám rồi bỏ lục sợi giá, mình lục sợi trái mình ai cũng mình bật bán. Tiếp lục sợi giá bàn bà ông này bằng khóng chạp dân sợi sợi thiết một thuê chế phê đi trong tâm đoàn thực. Tại phía nụ, đá đại bàn người rùa nơi chung mùi lục sợi giá, nè sợi sợi thiết bàn xong giấc bông. Bỏ rùa sợi cuốn nâng ôn sợi bơ rùa sợi phón, mở rùa nơi chung mùi hay cứ chui bàn đông bàn đá bông ôn ai miên ai chịp nâng kì. Nếu ông lông buôn chân nắm, đại nè sợi 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 thiết rùa chung mùi lục sợi giá, nè sợi miên bật buôn rùa. Bên bì khá là nè sợi sợi thiết rồi chi chôn hoa chân được rào tự tế chung mùi lục xinh xí xa mốt. Nè sợi bàn rõn, nè sợi hùi mía, lục vối hố, lục hà xà lón chế đào. Đã bây tự thọt chung riêng cơ sài đủ chìa nơi bà tế sang cà búa, rưu hông công chế đào. Có bàn tay nè sợi phần sơ bàn tự tùl cả ăn nhạc bì lục sợi giá đà mây chân bằng hành thuế đáy tam bì chụp chết, tù rưu tù chết. Rưu tam bì thi chụp liêng bì xe đi nia giang sợi đuôi mùn lại. Nếu ông Long trong chân nam mùi bọn và mùa rời chất sập bốn, rồi thả bị báo bàn trọc các bắt cho ra cho con phương bánh nơi bị giúp. Đói mũi là hai dân kriêm bắn đá và viên con tọp xa thiên nạ rọt khmái nâng con tọp khmái thở hộp. Nếu bị nụ, nẹ sẽ sử thiết bàn xong lục sợi giá nôm con con tờ rô nơ ai con bạc đồng bò mùi rời dế. Năm bây ra sang sẽ bắt tập hiệp khóng. Nà mùi nơi tì nụ rằng sao còn nơi miền báo ức nơi bị giúp nơi lời. Rồi chân nên nẹ sẽ nơi chân thì riêng bầm rào tiếp tục xóa rồi bọc luôn chỉ chương rùa nơi chỉ bạc xây không trung mía ai phần bình phòng đài. Mà giá mình tiết nơi bình nụ nè xây bàn châu xâm đài chỉ tù ai rưỡng nơi không xây phía dung khám ai mùi rút rưỡng phía lại trời dùng. Hãy trời chân mất bằng hành luôn nơi phía về tất cả trong phố mục chương sản phía dung tăng lãi. Muốn nâng phía lại phía dung chập bình chẳng chỉ lực đồng bộ nơi không bắt đồng bộ. Cá nụ lục xây giá mình ca tư tuôn không chất nè. Còn bàn tay lúc có bằng đau áo nhạc xây nôm con tờ. Mình bằng phần màn ạ thịt hóng lúc có bằng mình chia ở kia
nón khuôn nè xây dựng thiên nâng con trai từ lọc mà phụng bình huyền bảo vật nơi chúng nón khám ai cửa hóm cho nam mùi bọn trăm bốn rời chất sạp rạng chúng nón nụ lục xây giá bán bạc khuôn từ nơi phêl bật bạc ca lưu xa mò rập hù hai nạc xây gò trớ bán chùm liệt chân bị phụng bình chúng mùi nâng con rùm tiếng bóng bà ôn thật tăng phá lời chết lịch buồn nì ẩm lòng chân nam mùi bọn trăm bốn rời chất sạp rạng phí vì lý đã chô chấp bằng không mà riêng cá chỉ mới nâng dụ thiên mùi rút đại bị cá đầy mặt hãng nên mình chung thay sẽ mất cảo chỉ còn cảm mà bị bài toàn của mùi rút rồi bỏ ăn cả có bàn tay chỉ vật áp bí bí thư bây ní mình bàn nóm sẽ phụ lộ và sao ở vầy đó là sợi sự thiên tì tôi cho vấn nhận sợi trời rùa rộng tục chia bởi trăm thì bắt bỏ rõ nó cả cây bởi trăm cho phụ nhận sợi nơi cực phí và liên thẳng ọ đây là sợi tự tu là càng sao sao rẻ tiệm bình nhiệt phóng vì nhận sợi làm trên chiến nơi meeting របស់ អង្គការឬនៅទីណាដែលអង្គការចាត់តាំងឲ្យទៅបម្រើកិច្ចដោយការប្រចាំហួងហែងខ្លាំងហួសប្រមាណមិត្តភក្តិដែលប្រើអំពើហិង្សានឹងវាដំអ្នកស្រីជានិច្ចចំណែកអ្នកស្រីវិញមិនអាចតបតរឿងរត់គេចបានឡើយដោយខ្លាចបារមីរបស់អង្គការខ្មែរក្រហមហើយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះមិនមានអាយុច្រើនខែប៉ុន្មានដែរ ដោយចំនួនក្នុងក្រាំងញឹកញាប់ពេកអង្គការខាងលើបានហៅអ្នកស្រីទៅកសាងអប់រំ ដោយរំលឹកឲ្យអ្នកស្រីគោរពស្វាមីមិនឲ្យឆ្លើយតបតមានមាត់ក៏មានហិង្សាជាមួយនឹងលោកយោធាកម្មាភិបាលលោកចតទៅទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីតាំងចិត្តអត់ធន់មិនបានត្បិតត្រូវស្វាមីពីវាយដំជាប្រតិចារណ៍ប្រមាណក៏តបតដោយសម្ដីខ្លះៗត្រឡប់ទៅវិញដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យអង្គការថ្នាក់លើចាប់ដាក់ទោសបញ្ជូនខ្លួនឲ្យទៅធ្វើការនៅភូមិមួយផ្សេងទៀតនៅរវាងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1977 ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងដំណឹងពីអ្នកស្រីទៀតនោះឡើយ